Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đi đến đâu được quý nhân nâng đỡ đến đó, vận may liên tiếp, cơ hội thăng tiến, làm ăn trúng mánh, tha hồ hốt bạc trong tháng 7 âm lịch. Hoàn hỷ chào đón quý vị thân thương đã trở lại đồng hành cùng Đại Phú Quý trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, xã hội càng phát triển thì áp lực mà mỗi người phải chịu lại càng lớn hơn, khiến chúng ta càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn. Trong cuộc sống này, mỗi người đều luôn hy vọng bản thân mình có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo toan, vất vả. Đặc biệt là khi bước sang một tháng mới, ai cũng mong mình sẽ gặp được may mắn trong mọi việc. Trong chuyên mục tử vi tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý anh chị và các bạn cùng luận bàn về tử vi của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 năm 2023 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu sẽ phải đối diện với phúc họa như thế nào? Quý bạn sẽ có được may mắn, được lộc từ thần tài trực tiếp ban xuống hay không? Và trong cuộc sống thì người tuổi Kỷ Dậu cần phải chuẩn bị và làm những gì để có được cơ hội đổi đời giàu sang, phú quý, lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình? Không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đi đến đâu được quý nhân nâng đỡ đến đó, vận may liên tiếp, cơ hội thăng tiến, làm ăn trúng mánh, tha hồ hốt bạc trong tháng 7 âm lịch. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch. Tưởng chừng như tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có thể kê cao gối mà ngủ, trong tháng có tam hội, cát tinh soi chiếu. Nhưng đời không như mơ, trong cát tàng hung vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan. Ở thời điểm này, bạn nên nhớ cẩn tắc vô áy náy, thận trọng không bao giờ là dư thừa. Nhìn chung, công việc trong tháng khá suôn sẻ, kết quả thu về khả quan khi tam hội giúp đầu óc những chú gà trở nên minh mẫn hơn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Bản mệnh có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội được gặp gỡ quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, con giáp này rất dễ gặp thất bại. Thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Tài lộc được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ nên phát triển khá tốt trong tháng này. Việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên cùng phát triển. Nhưng tháng cô hồn nên hạn chế đầu tư, tham gia vào các lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Cụ thể về phương diện tài lộc. Xem tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 năm 2023 âm lịch. Con giáp này được nhiều tài tinh soi đường trong tháng nên tài lộc có nhiều điểm sáng, lợi nhuận thu về khả quan. Được cả tam hội lẫn chính tài hỗ trợ nên việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Con giáp này dựa vào sự khéo léo của bản thân có thể xây dựng được những mối nhân duyên tốt đẹp, mở rộng quan hệ xã giao, đôi bên cùng phát triển. Từ đó, con đường kiếm tiền, làm giàu càng rộng mở. Nhưng nhắc nhở bản mệnh, có tiền cần quản lý chặt chẽ, đừng hớ hênh, kẻo kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt. Tiền dù ít hay nhiều, vẫn nên lấy tích lũy làm trọng, đề phòng những trường hợp cấp bách, xoay sở không kịp. Đặc biệt, trong tháng cô hồn này, mệnh chủ nên hạn chế đầu tư, tham gia vào những lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao, kẻo nguy cơ trắng tay sẽ rất lớn. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tử, nếu có đầu tư, kinh doanh giang sở, không thể dừng, cũng nên chia nhỏ ra để tiến hành cho chắc chắn. Tính toán cẩn thận, kiểm tra thông tin nhiều bề, tránh hùn quá nhiều vốn cùng một lúc, kẻo không thu hồi được vốn liếng. Dù là việc làm quen tay cũng chớ nên chủ quan. Bước sang tháng 7 năm 2023 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp được cục diện tam hội,
nên vận khí có khởi sắc. Tuy không quá vượng nhưng cũng đủ để hóa giải không ít khúc mắc mà bản mệnh đang đau đầu tìm cách xử lý. Cát tinh cao chiếu giúp đầu óc của con giáp này trở nên minh mẫn, có khả năng ứng biến khá linh hoạt với các tình huống xảy ra trước mắt. Nhờ có tam hội, bạn có thể xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, thậm chí có cơ hội được gặp gỡ với quý nhân, tiếp xúc với những cơ hội mới. Tưởng chừng vận khí cứ xuôi trèo mát mái như vậy, tuổi Kỷ Dậu có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng tiếc rằng đời không như mơ, vẫn còn rất nhiều vấn đề mà bạn không thể chủ quan ở thời điểm này. Do nguyệt lệnh lầm đất tử, vận khí đang ổn có thể giảm sút bất cứ lúc nào. Trong cát tàng hung, nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước, con giáp này rất dễ gặp thất bại. Thái độ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán của bạn cũng thường để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn tốn quá nhiều thời gian để so đo thiệt hơn, vì vậy mà những điều tốt đẹp dễ trôi vụt qua trong phút chốc. Những suy nghĩ tiêu cực, bi quan cũng ngăn bản thân bạn dũng cảm thử thách bản thân. Hãy cứ nuôi dưỡng niềm tin rằng sự nỗ lực trong công việc của bạn rồi sẽ giúp tình hình tiến triển tốt và nhiều thu hoạch. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, phát huy khả năng sáng tạo. Hãy rời khỏi lối suy nghĩ sáo rỗng, đi vào đường mòn. Những trắc trở trước đó bạn gặp phải trong công việc cũng có thể do điều này mà nên. Nhìn chung, tháng này công việc có thuận, có nghịch, có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng ra trợ lực. Song, cái chính vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân bạn. Nên chú trọng đoàn kết trong tập thể, tận dụng sức mạnh chung để đưa cả tập thể tiến lên. Từ đó, bản thân con giáp này cũng được hưởng lợi. Về sức khỏe, tin mừng là thể trạng của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 năm 2023 âm lịch vẫn khá ổn định, nhờ bạn biết cách duy trì chế độ rèn luyện hợp lý và sinh hoạt điều độ. Tuy nhiên, cần phải chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang do tháng này kim khí vượng, đồng thời còn là tháng cô hồn. Theo nguyên tắc dưỡng sinh theo mùa, tháng 7 âm lịch, thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh. Vì thế, bản mệnh nên chú trọng dưỡng âm, phòng ngừa khô hanh để phòng bệnh tật. Về tình duyên, xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 âm lịch, về tình duyên. Phương diện tình cảm của người tuổi này có nhiều hứa hẹn đáng mừng nhờ có sao Bách Việt chủ đào hoa che chở, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Không chỉ tình duyên cá nhân thuận lợi mà cả tình cảm của bạn với những người xung quanh đang ngày càng được cải thiện đáng kể. Trước đây, nếu bạn từng có hiểu lầm với ai đó thì lúc này khá dễ dàng trong việc giảng hòa. Tình cảm gia đình ngày càng khăng khít, hòa hợp. Tuy nhiên, do đào hoa vượng nên bản mệnh cũng nên tiết chế cảm xúc, kẻo vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng phức tạp, đe dọa hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh để đối phương không hiểu rõ ranh giới mà gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần đầu tháng thấy rằng vận trình tuổi Kỷ Dậu hùng nhiều hơn cát, có khá nhiều việc bạn không thể tự làm chủ được mà phải thuận theo ý của người khác. Tuy nhiên, việc tốt vẫn có, quý nhân xuất hiện để gánh đỡ trong một số thời điểm, đừng nên nản lòng. Sự nghiệp nhiều ngáng trở, đồng nghiệp không tốt, tinh thần hợp tác rất tệ, lại kèn cựa nhau nên công việc trì trệ. Nhưng điểm may là tuổi Kỷ Dậu có quý nhân giúp bạn giải quyết sự việc nhanh và tốt hơn. Tuần này, tuổi Kỷ Dậu có dịch mã, nên năng đi lại, gặp gỡ khách hàng, đi công tác để có cơ hội mở rộng quan hệ và tăng tài lộc. Những ngày đầu tháng, vận trình làm ăn của bạn càng bận rộn, không nên ham chơi mà lơ là, bỏ lỡ. Tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần giữa tháng, tuần này tuổi Kỷ Dậu vận trình có phần hung hiểm khi mà cát khí không thể bao trùm.
Đầu tuần, công việc không được suôn sẻ lắm. Bản mệnh dường như đang không tập trung vào việc mình đang làm, mà để tâm trí lơ đãng nên rất dễ mắc phải sai lầm. Thêm vào đó, trong tuần có âm sát hung tinh đe dọa. Tiểu nhân đang rình rập nên với tinh thần làm việc như vậy, tuổi Kỷ Dậu rất có thể sẽ gặp phải phiền phức và đánh mất những gì mình đang có. Thành công chẳng bao giờ đến dễ dàng. Bạn muốn có được điều gì thì cần phải cố gắng và nỗ lực hết mình để có được nó. Cũng may là vận trình tài lộc trong tuần của người tuổi Kỷ Dậu khá sáng. Là điểm duy nhất mà con giáp này có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nhiều. Cát thần tương trợ, đại phú quý báo hiệu, thiên tài và thực thần cùng hiệp lực. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh cũng đều có được vận may tăng thêm thu nhập cho mình. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Công việc trong tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Dậu không có nhiều vấn đề phát sinh. Nói chung là con giáp này vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Lại thêm ấn quan tương trợ nên đã thuận lợi lại càng thêm cát lành. Duy có điều bản mệnh phải đi lại khá vất vả. Xích mã cho thấy bản mệnh muốn thành công thì phải chấp nhận điều này. Đầu tuần này, tuổi Kỷ Dậu cần phải chú ý giữ chặt túi tiền của mình bởi họa kiếp tài có thể khiến cho bạn điêu đứng. Tiền bạc chẳng còn để mà chi tiêu nữa. Sống hoang phí thì sẽ phải chịu điều đó, chẳng còn gì để bàn cãi. Nhưng nếu bạn tiết kiệm mà vẫn tung thiếu thì phải xem xét lại. Có thể bạn đã quá cả tin khi mà mù quáng nghe theo lời kẻ xấu rồi đưa tiền cho họ. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần cuối tháng của 12 con giáp báo hiệu cho người tuổi Kỷ Dậu tương đối ổn. Vẫn có những điều không hay nhưng cát tinh soi chiếu, quý nhân đỡ đần. Bản thân mạnh dạn, làm việc có trước, có sau, suy nghĩ thấu đáo nên tránh được phiền phức. Thái âm bảo hộ nữ mệnh, nên tuổi Kỷ Dậu là phái nữ có cơ hội thăng tiến nhanh trong tuần này. Đặc biệt là những người đang làm việc trong ngành giáo dục, xuất bản, truyền thông, truyền hình thì lại càng hành thông, suôn sẻ, có nhiều đột phá. Vận trình còn có quý nhân chính ấn nâng đỡ nên bạn mạnh mẽ, có thực lực và có tinh thần vững vàng. Dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào thì bạn cũng đều bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết đúng đắn, sáng suốt. Cẩm nang vượng vận trong tháng 7 âm lịch của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Khẩu quyết: tài lộc có nhiều điểm sáng, lợi nhuận thu về khả quan. Quý nhân: Hợi, Tỵ. Tiểu nhân: Mão, Tý. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 16, 66, 79, 96. Cách hóa giải vận xui trong tháng cô hồn cho người tuổi Kỷ Dậu. 1. Đốt trầm. Đốt trầm là một cách được nhiều người sử dụng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Gia chủ có thể lựa chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài. Tốt nhất là trầm hương để sông nhà. Đốt trầm giúp căn nhà có mùi hương dễ chịu, thư giãn, lại giúp xua đuổi những đen đủi, xui xẻo. 2. Tỏi. Đây là vật mà nhiều người vẫn mang theo bên mình vì tin rằng nó có tác dụng tốt trong việc xua đuổi xui xẻo, đen đủi và những luồng khí không tốt. Bạn chỉ cần mang theo bên mình một túi đựng vài tép tỏi nhỏ là được. 3. Treo gương bát quái. Đây là cách mà nhiều gia đình đang sử dụng. Treo một tấm gương bát quái hướng ra ngoài giúp tránh các nguồn năng lượng xấu vào nhà. Gương bát quái được xem như một chiếc gương chiếu yêu, soi rõ các nguồn năng lượng xấu và xua đuổi những điều không tốt muốn vào nhà. 4. Ném muối. Đây là cách hóa giải vận xui mà dân gian vẫn thường sử dụng. Bạn hãy bốc một nắm muối hạt và ném muối qua vai trái, từ trước ra sau. Mọi xui xẻo sẽ theo muối ở lại phía sau lưng. Nếu là phụ nữ, hãy nắm muối bằng tay trái. Đàn ông nắm muối bằng tay phải, nhất định phải ném muối qua vai trái. Nếu làm ngược lại, sẽ đem lại vận đen cho người thực hiện. 5. Đá phong thủy. Mỗi loại đá phong thủy có một ý nghĩa riêng và có thể đem lại may mắn cho người sử dụng.
Bạn có thể đặt đá phong thủy trong nhà, trên bàn làm việc hoặc mang theo bên người để chống lại những nguồn năng lượng xấu. Đá thạch anh nói chung giúp gia tăng năng lượng tích cực. Trong khi đó, đá thạch anh tím giúp bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm khi đi xa nhà. Một số loại đá khác có tác dụng đẩy lùi năng lượng xấu, mang lại may mắn cho người sử dụng như ruby, đá mắt hổ, đá mặt trăng. 6. Làm việc thiện, nói lời dễ nghe. Một trong những cách giúp con người may mắn đó chính là làm việc thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện. Có thể bỏ qua những ân oán, thị phi, không nói lời cay nghiệt, làm tổn thương người khác là một cách đơn giản để bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn cũng giúp cải thiện tâm trạng, mang lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn. 7. Tự mua hoa tặng bản thân. Mua hoa tươi tặng bản thân là một cách đem đến nguồn năng lượng tích cực cho bản thân cũng như cho căn nhà. Giữ hoa tươi và thay mới khi chúng tàn úa là cách giúp bạn xua đuổi xui xẻo, giúp cuộc sống thêm rực rỡ. Quý vị thân mến, có được cuộc sống viên mãn, gặt hái nhiều thành công quả thực là điều tuyệt diệu trong cuộc đời này. Thế nhưng, rất nhiều người gặp khó khăn khi tìm kiếm nó. Trên hành trình tìm kiếm sự thành công, nếu thấu hiểu hai nguyên tắc sống dưới đây, đảm bảo muốn gì được nấy, thành công nằm chắc trong tay. Nguyên tắc sống số 1. Công sức và thành quả có thể song hành, nhưng không phải lúc nào cũng bình đẳng. Cuộc sống không phải là một cuộc trao đổi công bằng, và sẽ có lúc bạn đau đớn nhận ra công sức của mình không nhận được thành quả như mong muốn. Đôi khi, nỗ lực bỏ ra nhiều nhưng lại thu được thành quả ít hơn và ngược lại. Điều quan trọng nhất của nguyên tắc này đó là bạn cần phải hiểu vai trò của nguồn lực đầu vào. Giống như vấn đề lãi suất trong đầu tư tài chính, theo thời gian nó sẽ mang lại cho bạn lãi suất kép. Những gì bạn đầu tư vào sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của bạn trong tương lai, nhưng không phải cứ nhiều tiền sẽ thu lại nhiều lợi nhuận. Nguyên tắc sống số 2, làm gì cũng cần kiên trì. Sự nhất quán và kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Tuy nhiên, quá nhiều người trong chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và bỏ cuộc sớm. Để có thể đạt được mọi thứ mà mình mong muốn, bạn phải học cách theo đuổi sự kiên trì. Không có con đường tắt nào có thể dẫn đến thành công chỉ trong một đêm. Bạn cần phải nhất quán để theo đuổi đam mê đến cùng. Vừa rồi, quý cô bác và anh chị đã quan tâm theo dõi hết nội dung tử vi tháng 7 âm lịch tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.